Nhớ hồi nhỏ, vào những ngày rằm và tháng Vu Lan báo hiếu, mẹ thường nấu món chay cho cả nhà cùng ăn. Nhờ vậy mà mình cũng học lẫm từ mẹ bí quyết nấu món chay thơm ngon và thanh đạm nè. Tới nay thì nhà mình vẫn giữ thói quen đó, chỉ là có gia đình nhỏ rồi, mình phải vào bếp thôi. Nay thì mình làm đủ các món canh, xào và kho, mấy món dễ nấu, dễ làm đãi cả nhà cho mùa Vu Lan này nè. Mình sẽ làm đậu hũ kho măng nấm rơm trước nha. Sốt kho thì mình thường pha trước cho dễ nêm nếm, để các món chay kho được đậm đà, hài hòa và thanh đạm hơn thì mình dùng nước tương Phú Sĩ và hạt nêm Aji ngon nắm nè. Bộ đôi được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản với các nguyên liệu được chọn lọc kỹ càng nên ai không giỏi nêm nếm thì cũng đừng lo. Thể nào cũng nấu được món ngon, vị hài hòa và sánh thơm, quen thuộc y như mẹ nấu cho coi. Phi thơm hành ba rô, rồi mình xào măng với nấm rơm trước, cho sốt vào, rồi cuối cùng là đậu hũ. Ai muốn nước nhiều để chấm thì có thể cho thêm, để dậy kho liu riu tí xíu là xong. Quay qua mình làm món thứ hai là canh bóng thả chay. Làm món chay nên mình thay bóng bì bằng nấm tuyết ngâm nở, thêm mấy viên mộc chay là ăn ngon lắm. Rồi chỉ còn cho một chút hạt nêm Aji ngon nắm, có sự kết hợp độc đáo của nấm hương và hạt sen, giúp các món ăn bừng vị nấm, bùi vị sen, ngon thanh đạm và chấm cùng nước tương Phú Sĩ nè. Loại này có thành phần cốt nước tương Kiage, được lên men theo công nghệ truyền thống Nhật Bản, giúp món ăn thêm phần hài hòa hơn. Đậu hũ trắng mình cho chút bột nghệ vào là có màu vàng đẹp liền. Đậu que xào mình cũng nêm một chút hạt nêm Aji ngon nắm. Mình xào cho đậu hũ tơi ra, hơi khô lại là xong rồi đó. Chỉ cần bộ đôi thanh đạm này là mình có thể cân vị ba món chay hôm nay luôn đó mọi người. Các món chay thì nhìn chung mình thấy được nêm nếm ít gia vị, lại có trợ thủ bộ đôi thanh đạm với nguyên liệu được chọn lựa kỹ lưỡng nên giúp món ăn hài hòa. Món đậu hũ kho này ăn hơi bị heo cơm luôn. Đậu que ai nhìn cũng tưởng xào với trứng hết trơn. Toàn mấy món cũng dễ làm, mọi người thêm vào thực đơn của cả nhà cho bữa ăn được đa dạng hơn nha. Ai không tự tin nêm nếm món chay hay lo thiếu gia vị á thì còn chần chờ gì mà không chốt liền bộ đôi thanh đạm này của Ajinomoto nè. Dễ tìm mua lắm, siêu thị, ở chợ hay ngay tại TikTok shop cũng có nữa.